kế sang trọng, nhiều mẫu mã được ra mắt để đáp ứng nhu cầu của người mua. Tuy nhiên, các quầy bánh trung thu hiện đại vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm chưa từng có, dù chỉ còn vài ngày nữa là tới trung thu. Nay bán cũng không được nhiều, nay bán mới được 6 cái từ sáng rồi. Năm ngoái hoặc là những cái năm về trước ấy, doanh thu mỗi quầy tầm khoảng độ 30-40 triệu. Nhưng bây giờ thực ra là những ngày cao điểm này là ngày được 7-8 triệu, 10 triệu. Người khôn của khó, tức là mọc quầy ra nhiều rồi, các cái hãng như là nhỏ nhỏ họ cũng dựng quầy. Thế là đâm ra là cái sức mua thì nó sẽ lan giải đi. Mình mong muốn mọi người đến mua để không bị ế, nếu bị ế thì mình cũng biết xử lý nên như thế nào. Theo các chủ quầy bánh trung thu, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều doanh nghiệp cũng cắt giảm các hộp quà tặng đối tác. Điều này đã phần nào ảnh hưởng tới thị trường bánh trung thu.